quý vị, công trình nâng cấp cải tạo đường DT601 đi qua 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc với tổng chiều dài hơn 35 km là tuyến giao thông huyết mạch ở vùng Tây Bắc Hòa Vang. Dự án được khởi công vào tháng 5 năm 2020 với tổng mức đầu tư là 643 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số đoạn đường chỉ mới được san lấp, chuẩn bị rải đá cấp phối, tạo điều kiện cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Trong những ngày này, hàng chục xe cơ giới chuyên dùng của các đơn vị nhà thầu tranh thủ đào, mốt di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt cho thôn Trường Định, thi công tuyến cống thoát nước trên đường DT601 nằm trong hợp phần dự án khu tái định cư Hòa Bắc giai đoạn 2, san ủi mặt bằng, rải đá cấp phối đoạn từ cầu Trường Định đến trung tâm xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Trên công trường là theo có đơn vị thi công hiện tại tập trung đang hoàn thiện tất cả các vị trí mà đã lên cấp phối đá dầm để điều kiện thời tiết thuận lợi, là đơn vị thể thẩm dựa, là đơn vị bố trí là 3 mũi thi công và bố trí tăng ca, tăng kíp để đáp ứng được theo cái tiến độ của công trình. Thì là đơn vị cố gắng làm sao mà cũng cam kết với ban là cố gắng làm sao trong cái phạm vi có mặt bằng là từ nay đến Tết Nguyên Đán là sẽ thông xe về mặt cấp phối để cho bà con đi trong phạm vi có mặt bằng, bởi vì là vừa rồi là cái mặt bằng này cũng chưa được bàn giao hết. Lý giải việc dự án DT601 chậm tiến độ, ban quản lý cho biết đường DT601 là tuyến độc đạo, cùng một thời gian vừa cải tạo nâng cấp đường lại vừa có dự án lắp đặt tuyến đường ống dẫn nước thô của dự án nhà máy nước Hòa Liên nên việc thi công có phần chồng chéo. Hơn nữa, việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, hiện còn vướng hơn 250 hồ sơ. Một số hộ dân chưa tháo dỡ vật kiến trúc trên đất giải tỏa để bàn giao. Việc di dời đường dây điện, đường ống nước sinh hoạt, cộng với dịch bệnh bùng phát và mưa bão khu vực vùng núi kéo dài, việc huy động công nhân ngoại tỉnh vào công trường trở lại cũng gặp trở ngại, mất thời gian. Hiện nay, ban quản lý dự án đang chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca để nhanh tiến độ thi công nhằm cơ bản hoàn thành mặt đường cấp phối, bê tông nhựa trên các phân đoạn, đảm bảo mặt bằng thi công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến nay thì một số vị trí đã là hoàn thành cấp phối đá dầm, để là tiến ấy là trong thời gian đấy sẽ là tiến hành cái thảm nhựa để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết sắp đến. Được biết, dự án đường DT601 đã được thành phố gia hạn tiến độ đến ngày 30 tháng 1 năm 2022, phải hoàn thành đoạn cuối tuyến trên địa bàn xã Hòa Bắc. Đến ngày 30 tháng 3 năm 2022, phải hoàn thành đoạn giữa từ km 5+096 đến km 20+005. Còn lại, đoạn đầu tuyến trên địa bàn xã Hòa Sơn, xã Hòa Liên phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.